Thưa quý khán giả, mắt là một cơ quan nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống con người, là một hệ thống phức tạp. Chúng sẽ thu thập thông tin và có kết nối trực tiếp đến não, cho phép chúng ta xử lý thị giác và hiểu thế giới xung quanh. Tuy nhiên, mỗi ngày, mắt chúng ta phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ môi trường như ánh sáng xanh, từ màn hình điện tử, tia UV, từ ánh nắng mặt trời, cùng áp lực công việc, học tập và các thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Do đó, đôi mắt rất cần được chăm sóc và bảo vệ đúng cách. Nếu mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng cũng như áp dụng những biện pháp bảo vệ thích hợp, không chỉ giúp cho đôi mắt sáng khỏe mà còn ngăn chặn các bệnh lý nguy hiểm và giữ vững chất lượng cuộc sống của mình. Mắt là cơ quan cảm giác phát triển cao nhất trong cơ thể của con người, bởi phần lớn chức năng của bộ não dành cho thị giác. Nhờ đó, đôi mắt có thể nhìn được xa, rõ và chi tiết mọi vật ở trước mắt. Suy giảm thị lực là tình trạng mắt giảm khả năng nhìn ở mức độ nào đó. Tầm nhìn nằm trong khoảng 20/40 đến 20/200, được cho là mất thị giác từng phần. Tầm nhìn kém hơn 20/200 được coi là mù, nhưng không giống với việc mù hoàn toàn. Thị lực của mắt bị suy giảm là dấu hiệu báo động sức khỏe nhãn khoa đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bệnh có thể hình thành ở bất kỳ ai, bất kỳ đối tượng nào và ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt cũng như học tập của người bệnh. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng suy giảm thị lực ở cả người lớn tuổi và người trẻ, như thói quen sinh hoạt hay ảnh hưởng từ một số bệnh lý nhất định. Thì hiện nay đối với tuổi trẻ, cái tần suất các tuổi trẻ sử dụng điện thoại di động hay là vi tính hay là dùng trong một không gian hẹp ít sinh hoạt ngoài trời, thì lứa lượng trẻ thường sẽ bị suy giảm thị lực do những cái bệnh lý về khúc xạ như cận thị, loạn thị hay là những bệnh lý về khô mắt. Còn đối tượng những người già, những người trên 55 tuổi trở lên thì cái tình trạng mà mắt bị những bệnh lý mắt do tuổi già gây ra cũng nhiều. Những nguyên nhân chính gây ra suy giảm thị lực của tuổi già đó là những nguyên nhân do bệnh lý đục thủy thể, bệnh lý tiểu đường, bệnh lý glaucoma hay bệnh thoái hóa hoàn điểm tuổi già. Đó là những cái bệnh lý thông thường mà gặp ở tuổi trẻ lẫn tuổi già. Các chuyên gia cũng cho biết, việc thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như máy vi tính, smartphone, iPad, ngồi không đúng tư thế khi làm việc với máy tính, khoảng cách quá gần tivi và tình trạng mắt phải điều tiết liên tục khi sử dụng điện thoại chính là nguyên nhân khiến mắt của người trẻ có nguy cơ bị lão hóa sớm. Ánh sáng xanh không chỉ gây ra hội chứng thị giác màn hình thường gặp ở người trẻ, nhất là nhóm đối tượng làm việc tại văn phòng, mà loại ánh sáng có bước sóng ngắn, mang năng lượng cao, còn có thể tiến sâu vào đáy mắt, làm tổn thương lớp tế bào mô, sắc tố võng mạc, RPE, dẫn đến các bệnh lý thoái hóa võng mạc, hoàn điểm, đẩy nhanh nguy cơ mù lòa. Còn đối với trẻ nhỏ, do mắt của trẻ rất yếu, không thể chịu được cường độ ánh sáng mạnh, khi cầm điện thoại, trẻ thường xuyên nhìn chằm chằm và kề sát vào màn hình. Mắt trẻ đang trong quá trình phát triển, bức xạ từ điện thoại sẽ tác động trực tiếp đến thị giác vốn đã yếu ớt của trẻ. Việc này có thể khiến đôi mắt của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trẻ nhanh chóng cảm thấy nhức mắt, khô mắt, thậm chí mờ dần. Sử dụng thiết bị di động trong thời gian dài khiến trẻ bị suy giảm thị lực và gây ra nhiều bệnh về mắt. Ở tuổi trẻ thì chúng ta thấy cái môi trường sinh hoạt của trẻ em hiện tại bây giờ, cái tần suất các trẻ em học rất là nhiều và các trẻ em nhìn ở khoảng cách gần và ít sinh hoạt ngoài trời. Trẻ em bây giờ thì tiếp cận đến cái hệ thống vi tính, điện thoại, tần suất sử dụng nhiều hơn. Đó là những cái rủi ro, những cái nguy cơ mà khiến cho trẻ em nó tần suất nó bị cận thị, loạn thị nhiều hơn so với những trẻ em cách đây hơn 20 năm. Ngoài ra thì cũng có những cái bệnh lý mang tính chất là di truyền hay là những bệnh lý mang tính chất là nhiễm trùng như viêm giác mạc do không được an toàn mới dẫn đến những chấn thương hay là nhiễm trùng mắt, thì đó là những lý mắc phải. Các chuyên gia cũng đều khẳng định bức xạ điện thoại khiến trẻ chậm phát triển. Nghe điện thoại cạnh trẻ sơ sinh cũng làm tăng lượng bức xạ. Đặc biệt nếu cha mẹ sạc điện thoại ở gần nơi trẻ nằm thì bức xạ cao gấp 1.000 lần bình thường. Đây cũng là một trong những lý do khiến trẻ thường quấy khóc và chậm lớn. Vấn đề suy giảm thị lực ở trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học không phải lúc nào cũng có biểu hiện rõ ràng. Các bệnh về mắt ở trẻ thường có diễn biến từ từ và nhiều trẻ không biết cách để chia sẻ với bố mẹ. Một số tình trạng trẻ em hay người cao tuổi gặp phải khi bị suy giảm thị lực
như không thể nhìn rõ các vật xung quanh và trước mắt mình do thị lực bị giảm đột ngột. Một bên hoặc cả hai bên mắt có những dấu hiệu mờ và không nhìn rõ ràng đồ vật phía trước. Người bệnh không nhìn rõ đồ vật do cảm giác có màng che mắt, nhìn chữ, biển báo, đèn LED bị nhòe và mờ. Do vậy, khi phát hiện bản thân nhìn kém, nhìn đồ vật có cảm giác lờ mờ, thì cần tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời với bác sĩ nhãn khoa, có chuyên môn, để tránh nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm hoặc mất thị lực vĩnh viễn. Bên cạnh đó, người có dấu hiệu suy giảm thị lực cần bổ sung dinh dưỡng qua chế độ ăn uống. Điều này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chăm sóc mắt. Các chất dinh dưỡng bao gồm các nguồn giàu axit béo omega 3 như cá hồi, cá trích, các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hoặc cả viên nang giàu cá có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt và giảm đau khi mắt bị tổn thương. Bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin A như cà rốt, sữa, đu đủ, mồng tơi, rau muống vào chế độ ăn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe mắt. Ăn thực phẩm chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho mắt. Các loại trái cây cung cấp vitamin C như ổi, cam, dứa, bưởi, cà chua, nho trong chế độ ăn uống hàng ngày. Bổ sung bộ đôi lutein và zeaxanthin qua các loại rau củ màu sắc như ớt chuông, bí đỏ, bông cải xanh, cải xoăn trong bữa ăn hàng ngày. Đây là các chất quan trọng để duy trì sức khỏe mắt và giảm nguy cơ các vấn đề liên quan đến thị lực. Đối với những người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa không khí, cần ăn uống nhiều nước, bởi mắt cũng rất cần đủ nước để duy trì độ ẩm và hoạt động tốt. Khi cơ thể thiếu nước, mắt sẽ dễ bị khô, cảm giác khó chịu và thậm chí là mỏi mắt. Việc uống đủ nước hàng ngày không chỉ giúp cơ thể giữ nước mà còn duy trì sự ẩm mượt cho đôi mắt, ngăn ngừa tình trạng khô mắt. Ngoài ra, khám mắt định kỳ cũng là một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ thị lực. Thông qua việc khám mắt định kỳ, bác sĩ có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt như cận thị, loạn thị, đục thủy tinh thể, glaucoma, bệnh võng mạc, đái tháo đường. Việc thăm khám mắt định kỳ còn giúp phát hiện các vấn đề sức khỏe toàn thân như tiểu đường hay cao huyết áp, giúp điều chỉnh độ kính một cách chính xác, tránh tình trạng mỏi mắt, nhức đầu do đeo kính sai độ. Còn với những người thường xuyên làm việc với máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình sẽ là mối nguy hại lớn. Khi khám mắt định kỳ sẽ giúp theo dõi sức khỏe mắt đều đặn và đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp như sử dụng kính chống ánh sáng xanh hoặc điều chỉnh độ sáng màn hình. Vì vậy, cần đi kiểm tra thị lực 1 năm một lần đối với người lớn tuổi và trẻ nhỏ, cần được kiểm tra thị lực định kỳ 6 tháng một lần nhằm phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về thị lực giúp cải thiện tầm nhìn và hoạt động của trẻ. Đối với người trẻ thì trẻ em từ lứa tuổi đi học thì chúng ta nên cân nhắc cho cháu sinh hoạt ngoài trời, chơi những môn thể thao như là bóng đá, bơi lội, chạy nhảy, hoạt động thể thao nhiều hơn, hạn chế sử dụng điện thoại, vi tính. Trong thời gian học tại nhà thì nên phải có một chế độ học hợp lý, có nghĩa là chúng ta sẽ cho cháu học khoảng 40-45 phút và nghỉ 5-10 phút. Cung cấp cho cháu những cái chất thực phẩm chức năng, chẳng hạn ăn nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin, tránh trường hợp cháu bị suy dinh dưỡng. Đối với người già thì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thể thao nhiều để nâng cao cái thể trạng, cải thiện tình trạng huyết áp, cải thiện tình trạng đường huyết trong máu, cũng là những cái giảm cái rủi ro bị và suy giảm thị lực do những bệnh lý mắc phải. Hiện nay, nhiều người vẫn còn thái độ chủ quan, lơ là với các triệu chứng bệnh về mắt. Khi mắt có vấn đề, phần lớn mọi người thường chủ quan, cho rằng đó là quy luật tự nhiên của tuổi tác. Thay vì đi khám, người bệnh tự ý mua thuốc về nhỏ và áp dụng những cách chữa bệnh thiếu cơ sở khoa học như nhỏ chanh, xông lá trầu, pha nước muối rửa. Khi triệu chứng ngày càng nặng, họ tìm tới chuyên gia thì bệnh đã trở nên trầm trọng, thị lực suy giảm nặng, có nguy cơ dẫn tới mù lòa. Thưa quý khán giả, bảo vệ và giữ gìn đôi mắt khỏe mạnh không khó, nhưng đòi hỏi mỗi người phải thực sự hiểu và trân trọng đôi mắt của mình. Do vậy, khi có các triệu chứng đau mắt, mỏi mắt, tầm nhìn mờ, thấy chấm đen, chảy nước mắt hoặc lóa mắt, chúng ta cần đến ngay các cơ sở y tế khám để có biện pháp can thiệp kịp thời. Để chủ động phòng chống các bệnh về mắt, bản thân mỗi người, mỗi gia đình cần đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục, nâng cao nhận thức, cần trang bị các kỹ năng phòng ngừa các bệnh về mắt và các chấn thương mắt.
đồng thời tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa các bệnh nguy cơ chấn thương mắt trong gia đình và cộng đồng, hướng tới một thế giới không mù lòa. Chương trình Y tế và Sức khỏe ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả vào các chương trình tiếp theo trên kênh TTV11. Còn bây giờ, Việt Anh xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.